1633. Em là tinh anh đấy. Mời anh là đặc biệt phải nói tên thật, nói là vua liếm mép miền Trung. Em nói đấy là người ta hiểu. Xin chào anh em. Hôm nay có anh Cường vua liếm mép miền Trung ở Nha Trang đi ra thăm anh em Hà Nội. Và anh Cường thì ngày mai sẽ cùng anh em Hà Nội chúng tôi và một số anh em các tỉnh nữa ra bãi biểu tình ở tượng đài Lý Thái Tổ để không cho cái bọn là dân chủ Bồ Hồ nó làm cái lễ tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm. Rất vui là hôm nay lại được anh Cường ra công tác và lại thăm anh em Hà Nội, và mai anh Cường cũng ra tham gia cùng anh em Hà Nội, nên là anh em tinh thần rất là phấn khởi và phấn chấn cùng anh em cả nước về chung vui và ra góp phần bảo vệ cái sự bình yên của Tổ quốc. Anh Cường cho anh em cộng đồng mạng hỏi là hôm nay anh vừa đi ra tượng đài Lý Thái Tổ rồi và cái không khí ở Hà Nội thì như thế nào? Tạm thời tôi mới có một đứa em, nó làm nghề xe ôm, nó chở tôi ra tượng đài Lý Thái Tổ. Trước tiên là tượng đài Lý Thái Tổ là một địa thế rất là đẹp, mà tôi thấy toàn các nam thanh nữ tú. Tôi đi một vòng và tôi có phỏng vấn, tôi cũng live stream trực tiếp một số bạn trẻ, bảo ngày mai nếu có sự việc gì xảy ra Lý Thái Tổ thì với tư tưởng của các bạn trẻ thì nghĩ sao. Thì có một cô em nói rất là hay, bảo với em thì gia đình thì cũng không phải là cách mạng, nhưng mà với em là Hà Nội lúc nào cũng là thủ đô của cả nước, thì lúc nào cũng giữ sự mọi bình yên, không bao giờ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa để tồn tại trên đất nước này. Thì tôi mới phỏng vấn một cô em xong thì tôi đang nhờ lại anh xe thồ đó trở ra nhà hát lớn để xem lịch trình ngày mai như thế nào. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì Hà Nội các anh em rất tuyệt vời, lúc nào cũng một trên tinh thần sẵn sàng để tuy mình trẻ nhưng mà vẫn lúc nào là bảo vệ quê hương đất nước để giữ gìn truyền thống. Tôi xin chào tất cả bà con. Ngồi đối diện tôi đây thì có em Minh Lê. Thì năm ngoái em Minh Lê cũng có công là gọi là cái con Vũ Hằng ấy, nó định cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ ra tượng đài Lý Thái Tổ, nó định chụp ảnh. Thì em Minh Lê cũng là người mà giằng cái cờ của nó ra và khống chế, không cho nó giăng cái cờ vàng ba sọc đỏ tượng đài Lý Thái Tổ. Và hôm nay ngày mai em Minh Lê cũng sẽ ra tượng đài Lý Thái Tổ. Thì hôm nay Minh Lê cũng rất là nhiệt tình và cũng buổi tối đã ra chỗ tượng đài Lý Thái Tổ cùng anh em chúng tôi. Thì Minh Lê có thể nói qua lại một cái chuyện là hôm mà chúng nó ngày 19 tháng 1 trước chúng nó định ra răng tượng đài Lý Thái Tổ ấy. Cầm mấy lói thôi, cầm ở dưới tay lói thôi, đã cầm mấy lói được rồi. Vâng, hôm đấy thì Giang với cả bác Quang thì đang ngồi trên chỗ tượng đài thì thấy có đối tượng mặc áo đội mũ lăm bàn tay trên thuyền, thì thấy có vẻ nghi nghi, thì ai ngờ đối tượng rút khăn ra và đeo lên cổ cái khăn ba sọc đấy. Các bạn đã biết thì khăn ba sọc thì đặt hòa rồi, nhưng ấy là tất cả anh em là ra khống chế luôn, bắt vào bắt lên công an phải đi ấy luôn. Đối tượng đấy là con Vũ Hằng, nó sống ở Hà Nội. Đang định loe ngoe cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ ra chụp ảnh để về báo cáo với bọn dân chủ cuội là lập thành tích. Nhưng mà anh em chúng tôi ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ đã khống chế ngay và đưa nó lên xe và giao cho công an. Mọi người có nghe rõ không ạ? Thực ra thì bọn dân chủ Bồ Hồ thì mấy năm trước thì chúng nó hay đi biểu tình biểu tiếc, chứ mấy năm nay thì chúng nó ngo ngoe chỉ còn vài một đối tượng lác đác thôi, chứ không dám làm loạn. Còn đủ một đội bóng của đá sân mini. Vâng. Anh Cường thì vâng đúng rồi chị Hải Yến.
chị Hải Yến ở Hà Nội, chị Hải Yến cũng biết rõ rất tình hình. Thì anh chị em ở đây có nghe rõ không ạ? Mọi người có nghe rõ âm thanh không ạ? Ở đang ngoài đường thì vâng, chị Hải Yến Trân có nghe rõ âm thanh không chị? Anh Cường ra thì cho hỏi anh Cường ra Hà Nội thì bây giờ nói đến khung cảnh chị, thì chị ơi, ơi chị ơi, có mời em uống cà phê không chứ không có hỏi. Anh Cường ra ra thủ đô Hà Nội hôm nào và anh nói qua về anh đã đi được những đâu ở thủ đô Hà Nội nào. Chị ơi, ngày nay thì em mới có mặt ở tại Hà Nội, nhưng mà theo một cái lịch trình để em thông tin thì tối nay em sẽ cố gắng ở lại thôi, nhưng mà vì một lý do vấn đề gì đó mà chắc chắn thì sáng mai thì em chưa hứa được, nhưng mà với một tinh thần là con người bảo vệ quê hương và đất nước, mình tiếp nối cha ông, thì lúc nào trái tim và mọi tư tưởng của em là cũng thế thôi. Tuy em thì cũng nhỏ nhỏ nhưng mà gan em nó cũng to hết đấy chị. Anh Cường thì các bạn thì xem ở trên mạng thì anh Cường anh cầm côn anh múa rồi. Thế anh Cường cho hỏi là liệu ngày mai anh có cầm côn ra tượng đài Lý Thái Tổ anh múa để biểu diễn cho bọn dân chủ quậy xem không ạ? Nếu như mà múa côn tập thể dục thì lúc nào cũng sẵn sàng. Còn mà múa côn mà đánh dân chủ quậy thì nói với bạn Quân Phúc là không đánh mà mình sẽ đánh bằng nó, bằng tất cả bằng từ ngữ và bằng mọi vấn đề liên quan đến văn ngữ. Nói chung là anh không dùng chân tay mà rồi. Anh dùng bằng đối đại, bằng tri thức về chúng nó, về cái lưỡi tưởng niệm của chúng nó là đúng hay sai, mà bọn em lôm la thường gọi là solo mõm đấy. Còn thì anh cũng trả lời luôn, thì với anh thì người ta cứ hỏi là múa bàn phím, nhưng mà lúc nào mà mình còn bảo vệ quê hương đất nước, mình múa bàn phím được thì mình phải bảo vệ quê hương mình, thế thôi. Còn nếu như mà solo thì chắc chắn là anh cũng chưa chắc solo được, nhưng mà nhờ tất cả những người có những trái tim như Quân Khúc, như tất cả mọi người này đồng lòng, cả nước mình đồng lòng, ba miền Trung Nam Bắc, thì chắc chắn với chúng đám dân chủ quậy thì sẽ không làm được vấn đề gì. Như tôi hỏi anh Cường thì anh Cường bảo như các bạn cũng biết thì anh Cường ở trên mạng thì hay dùng côn múa rất là dẻo và anh em đã được xem rất là nhiều. Thì anh Cường có bảo là ngày mai anh Cường ra tượng đài Lý Thái Tổ thì anh Cường không dùng chân tay mà anh Cường dùng tri thức, dùng lời nói để đối thoại với cái bọn dân chủ quận để xem chúng nó ra tượng đài Lý Thái Tổ, chúng nó tưởng niệm là đúng hay sai. Bởi vì là tượng đài Lý Thái Tổ thì là cái nơi mà tôn nghiêm, không vui chơi của thủ đô, chứ không phải là cái nơi mà tưởng niệm lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh sẽ đối diện chúng nó bằng tri thức chứ không phải là bằng chân tay. Nên là bọn tôi từng thể thoại gọi là như Bắc Quang mà ra mà đối thoại với chúng nó ấy, thì chúng tôi lôm la gọi là solo mõm đấy. Rất mong là ngày mai là có một cuộc solo mõm để anh em cộng đồng mạng cả nước chứng kiến cái phi vụ này. Vâng, tôi bây giờ xin chào anh em tôi ngồi uống cà phê để trao đổi câu chuyện để ngày mai lên tượng đài Lý Thái Tổ. Vâng, xin cảm ơn mọi người nhé. Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Bây giờ là